đừng lụy đồng tiền, tiền không mua được hạnh phúc đâu. Đừng lụy vì tiền, tiền che tâm ta mở lối đi. Đồng tiền mình làm bằng công lao sức lực chính ta, tiền quan minh tiền trong sáng, lương tâm ta bình an. Đừng lụy đồng tiền mà đen tâm thay già trắng đen. Đừng vì đồng tiền mà trầm luân xa vào tối tăm. Đừng mua vì tiền mà gây ra bao cảnh trái ngang, làm bao nhiêu điều oan khiến, khiến cho cuộc đời sầu bi. Hãy thay đổi mọi người giống như mình, cũng biết khóc hoặc cười trước vui buồn. Hãy biết dấp tiền vào chốn đau thương, bởi lúc chết đồng tiền chẳng đi theo mình. Chớ oán trách đời mình vẫn đang nghèo, chớ đắm đuối tiền vì muốn sang giàu. Cố gắng sống một đời sống thanh cao, tiền đâu phải là tất cả. Ha ha. Làm được đồng tiền thì tạo cho gia đình ấm no. Làm được nhiều tiền thì sẽ chia cho người khó khăn. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Kính thưa quý vị, Amy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Giá trị của cuộc sống. Qua bài hát Đừng lụy đồng tiền, Amy xin được hầu quý vị bài viết luận về tiền bạc. Xin mời quý vị cùng nghe. Hãy thay đổi mọi người giống như mình, cũng biết khóc hoặc cười trước vui buồn. Hãy biết dấp tiền vào chốn đau thương, bởi lúc chết đồng tiền chẳng đi theo mình. Chớ oán trách đời mình vẫn đang nghèo, chớ đắm đuối tiền vì muốn sang giàu. Cố gắng sống một đời sống thanh cao, tiền đâu phải là tất cả. Ha ha ha, ha. Làm được đồng tiền thì tạo cho gia đình ấm no. Làm được nhiều tiền thì sẽ chia cho người khó khăn. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Thưa quý vị, có rất nhiều bình luận về tiền bạc, cũng có nhiều thơ văn, ca tụng cũng như khinh miệt đồng tiền. Từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, đã có nhiều cách nhìn trái chiều về tiền bạc. Có câu, đồng tiền nối liền khúc ruột là vậy. Trong bài viết này, tác giả xin tổng hợp một đoạn bình luận về tiền bạc từ tiếng Anh và diễn sang tiếng Việt. Nghe cũng vui vui, nhưng có lẽ cũng rất thâm thúy. Người phương Tây nhận xét về mãnh lực của đồng tiền như sau. Tiền có thể mua được một căn nhà, nhưng không thể mua được mái ấm. Tiền có thể mua được chiếc giường, nhưng không phải là giấc ngủ. Tiền có thể mua được chiếc đồng hồ, nhưng không phải là thời gian. Tiền có thể mua được cuốn sách, nhưng không phải là kiến thức. Tiền có thể mua được địa vị, nhưng không phải là sự kính nể. Đồng tiền cũng có thể mua được thuốc men, nhưng không phải là sức khỏe. Tiền có thể mua được những giọt máu, nhưng không phải là sự sống. Tiền có thể thỏa mãn tình dục, nhưng đó không phải là tình yêu.
Và tiếp theo, một số nhân vật nổi tiếng đã bình luận về tiền. Tiền mà ta có là công cụ của sự tự do, tiền mà ta tìm kiếm là công cụ của sự nô lệ. Tiền bạc tượng trưng một hình thức nô lệ mới thay cho thứ nô lệ cũ. Tiền bạc cũng giống như phân bón, chỉ tốt khi nó được rải ra. Hãy kiếm tiền nếu có thể, hãy kiếm tiền một cách lương thiện. Nếu không thể, bằng bất cứ phương tiện nào, hãy kiếm tiền. Nếu muốn biết giá trị của đồng tiền, xin hãy thử đi vay. Tiền bạc cũng giống như phụ nữ, muốn giữ được nó phải quan tâm đến nó, nếu không nó sẽ trở thành hạnh phúc của kẻ khác. Dĩ nhiên là có nhiều thứ trên đời mà tiền sẽ không mua nổi, nhưng thật buồn cười, bạn đã bao giờ thử đi mua chúng mà không cần đến tiền?